chấn động. Tiên tri báo trước tin vui bất ngờ, người tuổi Ất Sửu sinh 1985, đón lộc thần tài, tiền về tới tấp, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, trở mình giàu sang khét tiếng. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Sửu sinh 1985 thân mến, thực tế chúng ta sống trên đời nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Ta không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình. Nên lắm lúc bạn cần phải ngồi lại ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi và ở thời điểm tư duy của bạn thay đổi. Trình độ của bạn thêm nhiều, tư cách của bạn thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc bạn xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Nếu vẫn cứ mãi là rượu đấy, thì sẽ luôn là bình đấy, chẳng thể nào có được sự đổi thay chuyển mình. Hãy sống có niềm tin vào bản thân, có sửa đổi cầu tiến, cầu thị trong bản tâm, bản tính, thay vì để một ngày nào đó bắt đầu chuyển, hy vọng bạn có thể xốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sự thay đổi ngay từ ngày hôm nay bạn nhé. Những lời này chưa chắc bạn đã cần khi bạn đang thông thuận, nhưng nếu bạn đang không thông thuận, có thể đó là điều bạn cần nhìn lại trong chính con người mình. Thưa quý khán giả, theo tử vi học phương Đông chỉ rõ, bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, chúng ta sẽ chứng kiến sự chuyển mình rõ nét trong vận khí của mỗi người. Khi mà thời điểm thanh lọc đang diễn ra mạnh mẽ, đây không chỉ là thời điểm giao mùa, mà còn là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với người tuổi Ất Sửu sinh 1985. Thời gian này không đơn thuần là một bước ngoặt mà còn mở ra những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và cải thiện tài chính đối với tuổi Ất Sửu. Những người vốn nổi bật với sự khôn ngoan, quyết đoán và bản lĩnh, đây chính là lúc tập trung cao độ, biết cách nắm bắt thời cơ và thận trọng trong mỗi bước đi. Những tín hiệu từ các tinh soi chiếu cho thấy, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này sẽ mang đến cả cơ hội và thử thách, đòi hỏi Ất Sửu phải thực sự nhận thức rõ ràng về vận mệnh của mình, để không chỉ tránh được những rủi ro mà còn tận dụng tối đa may mắn, đạt được thành công như mong muốn. Trong video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống của quý bản mệnh tuổi Ất Sửu. Trong vận trình đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, từ công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe cho đến tình duyên và gia đạo, mỗi phương diện đều sẽ được phân tích kỹ lưỡng để quý bản mệnh có cái nhìn toàn diện, biết rõ những điều cần lưu ý và những cơ hội mà thời điểm này mang lại. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây quý khán giả nhé, để có cái nhìn tổng quan, sau đó khám phá từng chi tiết cụ thể để cải thiện vận mệnh của mình. Người tuổi Ất Sửu sinh 1985 là tuổi con trâu, thuộc mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng dưới biển. Người tuổi Ất Sửu được Thích Ca Mâu Ni ban cho, Bồ Tát Phổ Hiền ban phúc, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ban cho trí tuệ, nên người tuổi này thông minh, tài trí, nói năng ứng đối khôn khéo, không để làm mất lòng ai. Người tuổi Ất Sửu cần cù, siêng năng, làm việc chu đáo, cẩn thận, có trách nhiệm và luôn dựa vào ý chí của mình. Khi định làm bất cứ điều gì thì Ất Sửu rất trọng chữ tín, làm đến nơi đến chốn. Ất Sửu tính tình mềm mỏng, song lại rất cứng rắn, cương quyết bình tĩnh, lập lại trật tự. Họ cũng có tính bảo thủ, tôn trọng nền nếp cũ, kỹ lưỡng và sòng phẳng, không thích nợ nần, còn khi nợ nần thì nhớ rất kỹ, và họ cũng thích người khác cư xử lại như vậy. Ất Sửu ham làm những công việc tiên phong đi đầu, nên các lĩnh vực mới có tính sáng tạo và đột phá, họ đều quan tâm, nhờ điều này nên xã hội không ngừng tiến bộ, khoa học kỹ thuật được cải tiến, không ngừng linh hoạt nhạy bén với việc kiếm tiền, cộng thêm với tâm lý lo cho mình trước, thì phần nhiều họ là những người khá giả, giàu có. Người tuổi Ất Sửu thường phải trải qua một giai đoạn phấn đấu thì mới có tài sản để dành. Trong số 12 con giáp, Châu là con vật đứng ở vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người Ất Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Ất Sửu có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn nguy hiểm. Ất Sửu 1985 cũng mang những đặc điểm chung của những chú trâu, và đồng thời cũng mang những nét riêng của Ất Sửu, có thiên can Ất. Những chú trâu này còn được gọi là châu mang ngũ hành kim. Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm. Đặc tính của can là mẫu người trung hậu, thủ tính cẩn thận trong mọi vấn đề,
nên thường chậm chạp. Cầm tinh con châu là người có nhiều bảo thủ, nhưng giản dị trong cuộc sống, có tinh thần cách mạng cao độ. Ưu điểm của Ất Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm của Ất Sửu là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình, mặc dù được nhiều người có kinh nghiệm khuyến cáo. Tình cảm gia đình chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của họ, mặc dù đôi khi những kỳ vọng cao có thể tạo ra áp lực cho các thành viên trong gia đình. Về mặt cảm xúc, người tuổi Ất Sửu thường giữ một bề ngoài yên lặng, nhưng có thể trở nên mãnh liệt khi bị kích động trong các mối quan hệ. Họ ban đầu thể hiện sự mạnh mẽ và giản dị, tiếp sau đó là sự lãng mạn và đôi chút bốc đồng. Họ cần thời gian để xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ, nhưng một khi đã cam kết, họ rất trung thành và đáng tin cậy, coi trọng sự trung thực và đạo đức trong suốt cuộc đời. Tuổi thơ và thanh xuân của người tuổi Ất Sửu thường trôi qua êm đềm, nhưng khi bước vào giai đoạn trung niên, họ có thể gặp phải nhiều thách thức và áp lực, đặc biệt là trong chuyện tình cảm và hôn nhân. Đây là lúc họ cần phải giữ vững sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách sáng suốt, dù có thể đối mặt với những thất bại khi về già. Nhưng nhờ vào khả năng giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, họ có thể vượt qua mọi khó khăn. Đối với tình cảm, người tuổi Ất Sửu rất trọng về tình cảm gia đình. Họ thường có cảm giác cô độc và thiếu tri kỷ, tâm giao, nên luôn khao khát phải ổn định những vấn đề trong chuyện tình cảm. Đa số người tuổi Ất Sửu có tính cách hướng nội, bề ngoài biểu hiện sự bình hòa, nhưng bên trong lại là thế giới cảm xúc phong phú. Họ hay giấu sự nhiệt thành, chân tâm xuống đáy lòng, ít khi bộc lộ ra những suy nghĩ thật. Nhược điểm trong tính cách của người tuổi Ất Sửu chính là sự cứng nhắc và đôi khi trọng tình cảm thái quá. Tính cách cứng nhắc, bảo thủ, ít bộc lộ suy nghĩ bản thân khiến tuổi Ất Sửu rất hay bị hiểu nhầm trong các mối quan hệ. Ví dụ, đồng nghiệp có thể nhầm tưởng họ khó gần rồi sinh ra thị phi, bạn đời có thể nhầm tưởng họ vô tâm sinh ra sự xa cách. Do trọng tình cảm nên tuổi Ất Sửu cũng rất hay phạm phải sai lầm khi lựa chọn người bạn đời, tâm giao. Họ cả nể bỏ lỡ cơ hội tốt, cũng như bỏ lỡ những người thật sự đáng để nên duyên lâu dài. Đàn ông Ất Sửu thích hợp với những cô nàng hiền thục, đoan trang và dịu dàng. Họ luôn mong muốn được đối phương thấu hiểu tâm tư suy nghĩ thầm kín của mình. Những người này cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai. Vì vậy, tình cảm của họ đôi khi bị hiểu lầm. Tuy là tất quan tâm yêu thương gia đình, nhưng đôi khi, đàn ông Ất Sửu gia trưởng và nóng nảy, luôn yêu cầu mọi người thực hiện những nguyên tắc nội quy trong cuộc sống. Trên con đường xây dựng sự nghiệp ở Sửu, sẽ gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại. Bởi vậy, dù cố gắng phấn đấu, nhưng thành công thường đến muộn với họ. Phải từ năm 32 tuổi đổ đi thì công danh và sự nghiệp mới sáng lạng phát triển hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa thể ổn định vững chắc được. Thời gian này có thể xảy ra những biến động và thay đổi về công việc, nhà cửa. Càng về sau tài lộc càng dồi dào, sự nghiệp càng thăng tiến. Về công việc và tài chính, dù cuộc sống hàng ngày có thể bận rộn và không luôn luôn dư dả về mặt tài chính, người tuổi Ất Sửu luôn không ngừng nỗ lực và làm việc cật lực. Họ thể hiện sự kiên nhẫn, chăm chỉ và không biết mệt mỏi, luôn tuân thủ nguyên tắc nhưng cũng biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Dù sự cứng nhắc trong quan điểm có thể trở thành một thách thức, lòng kiên nhẫn và sự chăm chỉ chính là chìa khóa giúp họ đạt được thành công. Sự nghiệp công danh phần lớn chỉ đạt ở ngưỡng trung bình, nhưng nếu nỗ lực hết sức, quyết tâm cao độ thì vẫn gặt hái được thành công vang dội. Còn nếu chấp nhận với những gì đang có thì chỉ đạt được ở mức trung bình. Và từ tuổi 37 trở đi thì sự nghiệp sẽ dần dần đi vào ổn định. Sang đến tuổi 43 thì họ sẽ gặp nhiều cơ hội tốt để kiến tạo sự nghiệp phát triển về đường tiền. Tuổi Ất Sửu tuy không phải người giàu nước vách, nhưng họ cũng không phải dạng túng thiếu của cải. Thường đủ ăn, đủ mặc, có của để dành. Vấn đề về tiền bạc tuy không giàu có, nhưng vẫn sẽ có dư giả. Họ có cuộc đời mang nhiều sự thăng trầm, có lúc vui, lúc buồn, tâm trạng ít khi được thanh thản. Hoàn cảnh cuộc đời đã gây ra nhiều đau thương và làm tổn hao tâm lực của họ. Đối với họ, dù có giàu có đến đâu cũng không làm họ thấy vui và thỏa mãn về tinh thần. Điều họ cần làm là sự thanh thản trong tâm trí. Đời sống tinh thần ít khi được vui vẻ dài lâu, thường chất chứa những âu sầu. Nói chung, cuộc đời của họ gặp nhiều sóng gió, hiếm khi được bình yên. Ất Sửu sẽ có được cuộc sống tình cảm hạnh phúc trọn vẹn nếu sinh vào đúng tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Đường tình duyên của họ cũng phụ thuộc vào ngày giờ và tháng sinh.
Nếu lịch sinh vào các tháng khác những tháng trên, thì cuộc sống hôn nhân sẽ rất dễ bị gặp cảnh đứt gánh giữa đường. Gia đạo thường hiếm khi được êm đềm, nhiều phiền phức dây quanh, nhưng với sự kiên nhẫn của họ, nên mọi chuyện gia đình cũng sẽ được bình yên, hạnh phúc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Ất Sửu sinh 1985, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh 1985 là một thời điểm đầy biến động, nhưng không hề thiếu đi cơ hội để bạn rèn luyện lòng kiên nhẫn và bản lĩnh của mình. Những khó khăn có thể đến từ công việc, mối quan hệ hay sức khỏe, nhưng nếu bạn đủ bình tĩnh và sáng suốt, thì mọi thứ rồi sẽ ổn định trở lại. Đây cũng là lúc bạn cần dựa vào những mối quan hệ đáng tin cậy, tìm kiếm sự hỗ trợ và lạc quan hướng về tương lai. Giống như người thầy phong thủy từng nói, vận mệnh không phải là thứ ta chỉ đơn giản đón nhận, mà là thứ ta xây dựng và điều chỉnh bằng sự bình tĩnh và trí tuệ. Ngũ hành xung khắc sẽ tác động không nhỏ đến lĩnh vực tình cảm và sức khỏe của tuổi Ất Sửu. Trong thời điểm này, trong gia đình hoặc trong mối quan hệ có thể sẽ xuất hiện những sự bất đồng, bất hòa do không tìm được tiếng nói chung. Điều này đòi hỏi bạn cần dành thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc, học cách lắng nghe và thấu hiểu đối phương. Nếu để căng thẳng kéo dài, nó không chỉ ảnh hưởng tới mối quan hệ mà còn gây hại cho sức khỏe, tinh thần của bạn. Tâm lý căng thẳng có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những vấn đề về sức khỏe, từ giấc ngủ không ngon đến những triệu chứng mệt mỏi kéo dài. Hãy tìm cách giải tỏa stress bằng cách dành thời gian cho bản thân, tập luyện những thói quen lành mạnh như thiền, yoga hay đơn giản là toàn bộ để tâm trí được thư giãn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Ất Sửu sẽ bước vào một giai đoạn khá biến động với những thử thách xen lẫn cơ hội dưới tác động của sao tứ lục nhập cung chính đông. Vận khí của bạn lên xuống thất thường, vừa mới đón nhận những tín hiệu tích cực, đã thấy ngay sự suy giảm xuất hiện, khiến cho mọi kế hoạch bạn đặt ra dường như thiếu sự ổn định và dễ bị đảo ngược. Vận trình thời điểm này bị ảnh hưởng bởi sao xấu, điều đó làm giảm đi ý chí chiến đấu của tuổi Ất Sửu trong công việc. Có những lúc bạn cảm thấy công việc không diễn ra như mong đợi, những kế hoạch trước đó tưởng chừng như vững chắc, nay lại gặp trở ngại khó lường. Cảm giác bất ổn có thể sẽ xâm chiếm tâm trí bạn, tạo nên những phút giây lo âu và mất cân bằng. Có lẽ sẽ có người nhìn vào và nhận xét bạn đang yếu đuối, nhưng thực chất bạn đang lựa chọn một chiến lược khôn ngoan hơn, tạm lùi một bước để chuẩn bị tiến hai bước dài hơn trong tương lai. Những người tuổi Ất Sửu vốn dĩ có sự bình tĩnh và kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, dù cho thử thách trong thời điểm này có lớn đến đâu, quan trọng là bạn vẫn giữ được niềm tin vào bản thân và tương lai. Chỉ cần có đủ lòng tin, bạn sẽ vượt qua được những trở ngại hiện tại. Sau cơn mưa trời lại sáng, và rồi sẽ đến lúc bạn nhận lại những điều xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, chốn công sở sẽ không hoàn toàn yên bình trong thời điểm này. Với sự hiện diện của sao Thiên Cẩu, bạn có thể phải đối mặt với những thị phi xung đột không đáng có những kẻ âm thầm chơi xấu, gieo rắc những lời đồn đại gây tổn hại danh tiếng của bạn. Điều này chính là một lời cảnh báo để bạn cẩn trọng hơn trong giao tiếp, hạn chế tin tưởng quá mức vào những mối quan hệ không rõ ràng. Dù vậy, sự hiện diện của sao Tam Hội sẽ mang lại cho bạn sự an ủi và trợ giúp kịp thời từ những người bạn tốt trong lúc khó khăn, bên cạnh những kẻ gây chuyện. Vẫn còn những người đồng hành luôn sẵn lòng giang tay hỗ trợ bạn vô điều kiện. Đây chính là nguồn động lực lớn để bạn vượt qua những giai đoạn thử thách. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Ất Sửu sinh 1985, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu sinh 1985, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, vận trình sức khỏe của tuổi Ất Sửu có phần thăng trầm dưới ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cẩu. Sự xuất hiện của hung tinh này không chỉ mang lại những trở ngại về sức khỏe, thể chất mà còn tác động mạnh đến trạng thái tinh thần của bản mệnh. Thiên Cẩu kéo theo những cảm giác mệt mỏi, mất ngủ và những cơn đau đầu khiến bạn dễ dàng rơi vào trạng thái kiệt quệ. Nếu không biết cách tự chăm sóc bản thân trong giai đoạn này, người tuổi Sửu dễ gặp phải những vấn đề như khó ngủ, giấc ngủ chập chờn hoặc thậm chí mất ngủ kéo dài. Điều này không chỉ khiến sức khỏe thể chất của bạn suy giảm mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, dẫn đến trạng thái căng thẳng, lo âu và suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy,
Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy sắp xếp lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý, tránh làm việc quá sức, đừng tham công tiếc việc mà quên đi việc chăm sóc bản thân. Bởi khi cơ thể mệt mỏi, hiệu quả công việc cũng sẽ giảm sút. Tuổi Ất Sửu cần hiểu rằng, không phải lúc nào nỗ lực làm việc đến kiệt sức cũng mang lại thành quả xứng đáng. Thời điểm này, tinh thần của bạn có thể bị suy giảm, làm cho công việc không đạt được hiệu quả mong muốn. Do đó, hãy học cách buông những điều không cần thiết, tạm dừng khi cần để cơ thể và tâm trí có thời gian hồi phục. Khi sức khỏe đã được cải thiện, bạn sẽ cảm thấy tinh thần tươi mới và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn thiền định hoặc thực hành các hoạt động giúp cải thiện sức khỏe tinh thần như yoga, tập hít thở sâu. Đây không chỉ là cách để giảm bớt căng thẳng mà còn giúp bạn tái tạo năng lượng, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục công việc trong tương lai. Đừng quên, khi tâm hồn bình an thì sức khỏe thể chất cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Vào thời điểm giao mùa, thời tiết có xu hướng thay đổi, không khí trở nên khô hanh hơn. Điều này có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe cho tuổi Ất Sửu, đặc biệt là các triệu chứng liên quan đến hệ hô hấp và da. Bạn có thể dễ gặp phải tình trạng khô mũi, khô da, đặc biệt là khi ra ngoài trong những ngày lạnh. Để bảo vệ sức khỏe, hãy luôn nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài, sử dụng kem dưỡng ẩm để duy trì độ ẩm cho da và đảm bảo cơ thể luôn được giữ ấm. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý đến việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tăng cường các loại thực phẩm giàu vitamin để nâng cao sức đề kháng, uống nhiều nước và bổ sung thêm trái cây, rau xanh trong chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp cải thiện tình trạng khô da, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn trong điều kiện thời tiết khô lạnh. Đối với những người lớn tuổi trong gia đình, đây là thời điểm cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe, bởi mạch máu của họ dễ bị tắc nghẽn, dẫn đến nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Để tránh những rủi ro này, hãy khuyến khích người thân trong gia đình tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày, duy trì lối sống lành mạnh và theo dõi sát sao sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, việc kiểm tra huyết áp, mạch máu định kỳ là rất cần thiết để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Người lớn tuổi nên chú trọng đến việc vận động vừa phải như đi bộ, tập dưỡng sinh và thực hiện các bài tập nhẹ nhàng nhằm duy trì sự lưu thông của máu. Đồng thời, việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học, ít dầu mỡ, hạn chế đồ ăn nhanh và tăng cường thực phẩm giàu chất xơ omega 3 sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Ất Sửu cần được đặc biệt quan tâm. Dưới ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh, cả thể chất và tinh thần của bản mệnh đều có xu hướng giảm sút. Việc điều chỉnh lối sống, biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, cùng với sự chú trọng đến chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, sẽ giúp bạn vượt qua được những khó khăn trong thời điểm này. Đặc biệt, không chỉ tự chăm sóc bản thân, người tuổi Ất Sửu cũng nên dành sự quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình để đảm bảo một thời điểm êm đềm và an lành hơn. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Sửu 1985, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho người tuổi Ất Sửu về mặt tình duyên và gia đạo. Đây là thời điểm mà các mối quan hệ trong gia đình và xã hội trở nên sâu sắc hơn, tạo ra sự hòa thuận và an yên trong cuộc sống. Vận trình của thời điểm này nhấn mạnh vào sự ổn định và ấm áp trong gia đình, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh. Trong thời điểm này, người tuổi Ất Sửu sẽ nhận ra rằng, dù có bận rộn với công việc bên ngoài thế nào, gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất. Các thành viên trong gia đình không chỉ là nơi bạn tìm về sau những bộn bề của cuộc sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Không khí gia đình ấm cúng, an hòa sẽ là nền tảng vững chắc để bạn có thể tập trung cho công việc và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để bạn hướng dẫn con cháu trong nhà về những giá trị truyền thống tốt đẹp, khuyến khích chúng tu dưỡng đạo đức, học tập và thực hành những điều thiện lành. Bản mệnh hãy dành thời gian để truyền dạy cho thế hệ trẻ hiểu rõ tầm quan trọng của việc sống có đức, tích phúc, những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, như giúp đỡ người khác. Hãy hiếu kính với ông bà, cha mẹ sẽ giúp tích tụ phước báo không chỉ cho đời này mà còn cho các đời sau. Trong công việc, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này đánh dấu sự mở rộng trong mối quan hệ làm ăn của tuổi Ất Sửu. Bạn có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những đối tác đáng tin cậy, những người có cùng chí hướng và sẵn sàng hỗ trợ bạn phát triển. Nhờ đó, công việc của bạn tiến triển thuận lợi,
nhiều dự án mới được khởi động và hứa hẹn mang lại kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn cần chú ý giữ vững đạo đức trong làm ăn, luôn duy trì lòng trung thực và trách nhiệm với các mối quan hệ đối tác để tạo dựng niềm tin lâu dài. Lời khuyên dành cho bạn là hãy làm việc với sự cẩn trọng và tinh thần lạc quan, không nên vội vàng hấp tấp trong bất kỳ quyết định nào. Thái độ sống chân thành và cầu thị sẽ giúp bạn thu hút được sự trợ giúp từ nhiều người, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Khi mọi việc được tiến hành dựa trên nền tảng đạo đức vững chắc, bạn sẽ thấy sự nghiệp thăng hoa hơn bao giờ hết. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch cũng là giai đoạn mà người tuổi Ất Sửu nên tập trung vào việc tích lũy công đức, cải thiện vận mệnh của mình thông qua những việc làm thiện nguyện và tấm lòng hướng thiện. Bản mệnh hãy nhớ rằng, mọi điều tốt đẹp mà bạn tạo ra không chỉ đem lại phúc lành cho cá nhân mình, mà còn lan tỏa niềm vui và hạnh phúc đến những người xung quanh trong gia đình. Bạn có thể khuyến khích con cháu tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hay đơn giản là làm việc tốt hàng ngày, như giúp đỡ hàng xóm, chăm sóc ông bà, cha mẹ. Đây là cách để giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của lòng nhân ái, đồng thời tích tụ phước báo cho bản thân và gia đình. Những hành động nhỏ này tuy đơn giản nhưng lại có sức mạnh lớn, giúp gia đạo thêm phần bình an yên ổn. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi Ất Sửu một gia đạo an lành. Các mối quan hệ trong gia đình và xã hội đều phát triển tích cực. Công việc làm ăn có nhiều cơ hội mới. Quan trọng là bạn biết cách duy trì sự trung thực và đạo đức trong từng quyết định. Bản mệnh nên tập trung vào việc tích phúc, làm việc thiện để cải thiện vận mệnh, không chỉ cho mình mà còn cho cả gia đình và con cháu. Khi sống trong sự an yên và lòng hướng thiện, bạn sẽ thấy cuộc đời ngày càng thăng hoa và tràn đầy niềm vui. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Sửu sinh 1985, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, vận trình sự nghiệp của tuổi Ất Sửu có phần bấp bênh và đầy thử thách. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, con đường công danh của bạn dường như không mấy suôn sẻ. Những thay đổi đột ngột, những dự án tưởng chừng như vững chắc lại bị lung lay, khiến cho bạn cảm thấy bối rối và hoang mang. Đôi khi bạn tự hỏi liệu mình đã chọn đúng hướng đi hay chưa, và những thách thức này có phải là dấu hiệu của sự chững lại. Thế nhưng, đừng quá lo lắng vì sự hoang mang này, chỉ là cảm xúc tạm thời như một làn gió thoảng qua. Khi bạn được sự động viên và hỗ trợ từ những người xung quanh, bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được sức mạnh nội tâm. Đây cũng chính là cơ hội để bạn tự nhìn nhận lại bản thân để nhận ra rằng mỗi trở ngại trên con đường sự nghiệp không phải là sự cản trở, mà là nền tảng để bạn phát triển thêm kỹ năng, kiến thức và tăng cường sự tự tin khi đối mặt với những khó khăn này. Con giáp tuổi Ất Sửu không hề hoảng sợ hay lùi bước. Trái lại, mỗi thử thách là một cơ hội để bạn bồi dưỡng thêm kinh nghiệm, học hỏi những bài học mới và phát hiện ra những điểm yếu cần phải khắc phục. Trong cái rủi luôn có cái may, và đôi khi chính những trở ngại lại là động lực để bạn tìm ra hướng đi mới, một con đường chưa từng nghĩ tới, nhưng lại mang đến sự đột phá bất ngờ. Những cú vấp ngã không làm bạn chùng chân, mà chỉ khiến bạn thêm kiên cường, bởi lẽ bạn hiểu rằng thành công không phải là con đường trải qua hồng, mà là chuỗi những lần vấp ngã và đứng dậy. Trong chính những giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, bạn lại phát hiện ra mình có một sức mạnh nội tại vô cùng lớn, khả năng kiên nhẫn và phân tích tình hình một cách sáng suốt. Chính nhờ sức mạnh này, bạn sẽ tìm ra những giải pháp tối ưu dù hoàn cảnh có phức tạp đến đâu. Thời điểm này không chỉ là giai đoạn bạn đối mặt với khó khăn, mà còn là lúc để bạn tự hoàn thiện bản thân. Những mảng kiến thức và kỹ năng còn yếu kém cần được bổ sung, để tương lai bạn sẽ vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp. Mỗi khó khăn xuất hiện chính là lời nhắc nhở rằng để tiến xa, chúng ta không thể chỉ dựa vào may mắn, mà cần phải liên tục rèn luyện và trau dồi bản thân. Dù thành quả chưa đến ngay lập tức, nhưng điều quan trọng nhất là bạn đã duy trì được sự bình tĩnh và khả năng nhìn nhận rõ ràng vấn đề. Bạn hiểu rằng, không phải mọi thứ đều có thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều, nhưng với sự kiên trì và tinh thần cầu tiến, bạn sẽ từng bước cải thiện tình hình công việc, có thể đầy rẫy những thử thách. Nhưng với tuổi Ất Sửu, đây không phải là lúc bạn lùi bước. Với tinh thần kiên cường và khả năng phân tích sắc bén, bạn sẽ tìm ra những hướng đi mới và giải pháp hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn. Như một ngọn núi cao đứng vững trước giông bão, tuổi Ất Sửu sẽ sử dụng sức mạnh nội tâm để đương đầu với mọi thử thách, không chỉ để tồn tại, mà còn để vươn lên mạnh mẽ hơn. Những thách thức trước mắt không chỉ là thử thách, mà còn là cơ hội để bạn tỏa sáng. Bạn không chỉ đối phó mà còn biết cách biến đổi sức mạnh để tiến xa hơn.
Đôi khi trong những thời điểm khó khăn nhất, ta mới có thể khám phá ra tiềm năng thật sự của mình. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này sẽ là thời gian để bạn chứng tỏ bản lĩnh, không chỉ đơn thuần là vượt qua khó khăn, mà còn là thời điểm để bạn nâng tầm sự nghiệp của mình. Hãy tự tin vào khả năng của mình, bởi sau mỗi cơn bão trời luôn sáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu sinh 1985, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Ất Sửu tỏa sáng rực rỡ dưới sự bảo trợ của sao Thiên Tài. Đây là giai đoạn mà may mắn bất ngờ đến với bạn, thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc sống vốn có phần mệt mỏi, uể oải. Trước đó, Thiên Tài không chỉ mang lại vận may mà còn khơi dậy trong bạn niềm tin mạnh mẽ về sự phục hồi và tiến triển về tài chính. Khi bạn cảm thấy đôi chút đuối sức, chợt nhận ra những nỗ lực và công lao trong quá khứ bỗng dưng trổ hoa, gặt hái được những thành tựu giá trị. Từng công việc phụ, khoản đầu tư cũ hay những mối quan hệ thân tình đều đem lại những nguồn thu nhập đáng kể, giúp bạn vượt qua những khó khăn hiện tại. Tiền bạc dường như tự nhiên tìm đến với tuổi Ất Sửu như dòng suối chảy qua đời bạn, nhẹ nhàng nhưng đều đặn mang theo những khoản thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau. Đặc biệt, con giáp tuổi Ất Sửu trong thời điểm này không chỉ nhận được tiền bạc từ công việc chính, mà còn có những khoản thu phụ đến từ các dự án bên lề, những công việc tạm thời hoặc từ chính sự hỗ trợ của người thân. Đôi khi sự giúp đỡ này đến một cách bất ngờ, không hề do bạn yêu cầu, nhưng vẫn hiện diện như một sự ưu ái mà vũ trụ dành cho bạn. Đó có thể là một khoản tiền từ người thân, bạn bè, hay thậm chí là những cơ hội đầu tư từ trước, nay mới bắt đầu sinh lời. Điều đáng nói là bạn không chỉ ngồi đó chờ đợi vận may tìm đến, mà còn biết cách tối ưu hóa nó. Nhờ sự tin tưởng và tỉnh táo, bạn nắm bắt những cơ hội, tận dụng sự giúp đỡ để cải thiện không chỉ tình hình tài chính hiện tại, mà còn hướng đến một tương lai ổn định, thịnh vượng hơn. Một điểm đặc biệt trong thời điểm này là mặc dù bạn không yêu cầu những người xung quanh, nhưng họ vẫn chủ động ra tay giúp đỡ. Đó có thể là những người bạn thân thiết, đồng nghiệp, hay thậm chí là những người chỉ vừa mới quen biết nhưng lại sẵn lòng hỗ trợ. Điều này chứng tỏ tuổi Ất Sửu đang được vận may bao bọc và những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn xây dựng từ trước đến nay đã bắt đầu mang lại thành quả ngọt ngào. Tuy nhiên, đây cũng là lúc để bạn thể hiện sự biết ơn và sẵn lòng cho đi. Bản mệnh có thể bắt đầu thực hiện những hành động tử tế cho đi, không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự hỗ trợ tinh thần, sự đồng hành trong những giai đoạn khó khăn của người khác. Khi bạn biết cách khơi thông dòng chảy của tiền bạc, không giữ lại cho riêng mình và sẵn sàng chia sẻ, thì vận may sẽ tiếp tục đến với bạn không chỉ trong thời điểm này, mà còn mở ra con đường tài lộc dài hạn trong tương lai. Với sự xuất hiện của Thiên Tài, tuổi Ất Sửu không chỉ dừng lại ở việc nhận được những khoản tài lộc tạm thời, mà còn dần xây dựng một cuộc sống thịnh vượng lâu dài. Khi bạn biết cách tận dụng vận may kết hợp với tinh thần làm việc chăm chỉ và cống hiến, tài lộc sẽ không ngừng phát triển. Đây chính là thời điểm bạn có thể nâng tầm cuộc sống của mình, biến những khó khăn trước đó thành cơ hội để vươn xa hơn bằng cách phát triển sự sẵn lòng cho đi và khơi thông dòng chảy của tiền bạc. Tuổi Ất Sửu đang mở ra một chương mới cho cuộc sống của mình. Hành động tử tế hôm nay sẽ là hạt giống của sự thịnh vượng trong tương lai. Bạn không chỉ đón nhận vận may trong thời điểm này, mà còn chuẩn bị cho một cuộc sống sung túc, đủ đầy kéo dài đến cả những năm tháng về sau. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này là một giai đoạn vàng son của tuổi Ất Sửu về mặt tài lộc, với sự hỗ trợ của Thiên Tài. Bạn sẽ không chỉ nhận được tiền bạc, mà còn khám phá ra giá trị của sự chia sẻ và lòng nhân ái. Những hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên sự thịnh vượng lâu dài trong tương lai, đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới, đầy hứa hẹn và thành công. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Ất Sửu sinh 1985. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh 1985. Bước sang tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch hứa hẹn mang đến cho tuổi Ất Sửu một luồng năng lượng tích cực và mạnh mẽ. Đặc biệt trong lĩnh vực sự nghiệp, đây là thời điểm bạn có thể cảm nhận được sự vững chắc trong công việc và sự tự tin trong mọi quyết định. Hãy để bản thân dẫn đầu với lòng kiên định và động lực, không ai có thể ngăn cản bạn đạt được những gì mình mong muốn.
Năng lượng tích cực trong sự nghiệp sẽ tạo ra cơ hội để bạn tiến xa hơn. Những dự án mà bạn đang theo đuổi có thể gặt hái được thành công rực rỡ. Nhờ vào sự chăm chỉ và quyết tâm của bạn, bạn có thể cảm thấy được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên, tạo nên bầu không khí làm việc thân thiện và hợp tác. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng và khẳng định giá trị bản thân trong công việc. Đặc biệt, tuần này cũng là thời điểm lý tưởng để bạn tự chữa lành những cảm xúc của mình. Khi bạn cảm thấy được an ủi và hỗ trợ trong công việc, những vấn đề trong cuộc sống riêng tư sẽ nhẹ nhàng hơn. Hãy sử dụng những bài học từ công việc để làm giàu cho tâm hồn và giúp bạn tìm ra sự cân bằng trong cuộc sống. Tuần này, bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của các mối quan hệ xung quanh mình, dù là với gia đình, bạn bè hay những người quen. Bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối và yêu thương. Đây cũng là thời điểm tốt để củng cố những mối quan hệ này, tạo ra bầu không khí hài hòa trong cuộc sống. Hãy dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ với những người thân yêu. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và được hỗ trợ hơn. Trách nhiệm sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong tuần này. Hãy lắng nghe trái tim mình và dựa vào những người mang lại cho bạn cảm giác yêu thương và an toàn nhất. Đôi khi chỉ cần một cái ôm hay một cuộc trò chuyện chân thành cũng đủ để bạn cảm thấy được nâng nở. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến vấn đề tài chính. Sự xuất hiện của đại hao trong tuần này là lời nhắc nhở bạn nên khôn ngoan trong việc sử dụng tiền bạc. Dù là những món đồ nhỏ hay lớn, hãy lập kế hoạch trước khi mua sắm. Đừng để cảm xúc dẫn dắt bạn đến những quyết định tiêu tiền không cần thiết. Một kế hoạch tài chính hợp lý sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và an tâm trong cuộc sống. Bạn nên xem xét lại các khoản chi tiêu của mình, tránh xa những cám dỗ tiêu dùng không cần thiết. Thay vào đó, hãy đầu tư vào những thứ mang lại giá trị lâu dài hoặc trải nghiệm có ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Tóm lại, tuần này sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn tự tin dẫn dắt sự nghiệp của mình, củng cố các mối quan hệ xung quanh và quản lý tài chính một cách khôn ngoan. Hãy nhớ rằng, bên cạnh những thành công bạn đạt được, việc giữ vững sự cân bằng trong cuộc sống và tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị cũng là điều quan trọng không kém. Hãy để những điều tốt đẹp đến với bạn và đồng hành cùng bạn trong suốt hành trình này. Tiếp theo là tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh 1985. Trong tuần thứ 2 tháng 11 âm lịch này, tuổi Ất Sửu sẽ trải qua nhiều cảm xúc và thách thức, nhưng cũng có cơ hội để khám phá bản thân và củng cố những mối quan hệ xã hội. Hãy sẵn sàng để đón nhận những điều mới mẻ và tìm kiếm nguồn cảm hứng từ cuộc sống xung quanh. Trong tuần này, công việc của bạn sẽ có những bước tiến đáng kể. Năng lượng từ vũ trụ khuyến khích bạn tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình. Bạn có thể tìm thấy những cơ hội tốt để kết nối và mở rộng mạng lưới xã hội. Điều này có thể mang lại cho bạn những hợp tác và ý tưởng mới. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những người xung quanh. Sự xuất hiện của tương quan là lời nhắc nhở bạn nên giữ cho mình sự cảnh giác, đừng dội tin người, đặc biệt là với những ai thể hiện dấu hiệu không đáng tin cậy. Tuần này cũng sẽ yêu cầu bạn phát huy khả năng sáng tạo và tư duy độc lập. Hãy để những ý tưởng mới của bạn bay xa và đừng ngại chia sẻ chúng với người khác. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy không muốn giao lưu hay tham gia các hoạt động xã hội, đừng ép bản thân phải làm điều đó. Hãy dành thời gian cho sở thích cá nhân để hồi phục năng lượng và tạo ra sự thư giãn cho tâm hồn. Ảnh hưởng của tiểu hao sẽ khiến hầu bao của bạn không được rủng rỉnh như mong đợi. Bạn có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khoản chi phí bất ngờ. Dù là nhỏ nhưng khi cộng lại sẽ trở thành gánh nặng tài chính lớn. Hãy cẩn trọng với từng khoản chi tiêu, lập kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh tình trạng thâm hụt không đáng có. Đặc biệt, hãy xem xét lại thói quen chi tiêu của mình. Nếu có thể, hãy tạm dừng các khoản mua sắm không cần thiết và ưu tiên những thứ thực sự quan trọng. Thời gian này là cơ hội tốt để bạn học cách tiết kiệm và quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn. Vận trình tình cảm có thể không như ý trong tuần này. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống xã hội của mình bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm trạng và cảm xúc cá nhân. Nếu bạn không muốn tham gia vào các hoạt động xã hội hay cảm thấy buồn bã, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Có thể tuần này bạn sẽ cảm thấy muốn rút lui vào thế giới riêng của mình hơn là giao lưu với mọi người. Tuy nhiên, sau những nỗi buồn, bạn sẽ học được cách trân trọng những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Hãy tập trung vào những mối quan hệ mang lại cho bạn sự bình yên và hạnh phúc, đồng thời tránh xa những mối quan hệ giả dối và độc hại. Tình bạn chân thành và những cuộc trò chuyện sâu sắc sẽ giúp bạn vượt qua những khoảng thời gian khó khăn trong tuần này. Nhìn chung, tuần này cùng trong tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm để tuổi Ất Sửu suy ngẫm và củng cố bản thân.
hãy tin tưởng vào khả năng của mình, nhưng cũng cần giữ cho mình sự cảnh giác trước những cám dỗ và người không đáng tin cậy. Dành thời gian cho những sở thích cá nhân và chăm sóc bản thân sẽ giúp bạn phục hồi năng lượng. Cuối cùng, hãy quản lý tài chính một cách thông minh để vượt qua những khó khăn tài chính hiện tại. Hãy nhìn về phía trước với lòng lạc quan và niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Thưa quý khán giả, theo các chuyên gia, trồng cây cảnh phong thủy phù hợp với từng không gian và hợp tuổi sẽ giúp mang lại sự may mắn, sức khỏe, hòa thuận và hạnh phúc cho gia đình. Vậy những người tuổi Ất Sửu hợp cây phong thủy gì, trồng cây cảnh gì trong nhà, nơi làm việc cho hợp mệnh, giúp tài vận hanh thông, may mắn ngập tràn? Tuổi Ất Sửu là người sinh 1985, thuộc ngũ hành Kim Hải Trung Kim. Theo ngũ hành tương sinh, trong phong thủy thì thổ sinh kim. Vì vậy, ngoài các cây màu trắng bạc thuộc hành kim ra, thì tuổi Ất Sửu cũng có thể trồng các cây màu vàng nâu thuộc hành thổ. Ngoài ra, tránh mua những cây có màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành quả, vì quả khắc kim. Những cây có màu đen, xanh nước biển thuộc hành thủy, vì kim sinh thủy, mệnh kim bị thua thiệt tiêu hao, không tốt cho vận mệnh của tuổi Ất Sửu. Một số cây trồng thuộc hành kim được nhiều người yêu thích nhất hiện nay có thể kể đến như cây hoa kim ngân, hoa ngọc lan, mễ lan, cửu lý hương, kim bách hợp, hàm tiếu và cây kim quế. Màu trắng và màu bạc thuộc hành kim nên có thể chọn các loại cây có hoa màu trắng như cây bạch lan, cửu ly hương, trà phúc kiến. Màu sắc thuộc hành thổ là màu vàng, vì thế nên lựa chọn trồng những cây có lá thân hoặc là hoa màu vàng thì sẽ thích hợp nhất, như cây hoa mai vàng, cây đổ quyên, trai thân vàng, cây hoa ngâu, sen đá, cây hoàng liên gai, cây bách Nhật Bản, cây hoa mai vàng, tre thân vàng, cây hoa ngâu kim ngân, ngọc lan, mễ lan, cây cửu lý hương, cây kim bách hợp, cây hàm tiếu, cây kim quế. Về dáng cây, tuổi Ất Sửu nên chọn các cây dạng lá kim, cành sắc nhọn như cây tùng, và nên chọn loại chậu trồng bằng các kim loại. Muốn tăng vận khí, bản thân Ất Sửu nên để 4 hoặc 9 chậu cảnh trong nhà là thích hợp nhất. Quý bản mệnh tuổi Ất Sửu thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên cho mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Kinh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Ất Sửu sinh 1985 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là linh vật có hình thù đặc biệt, chỉ ăn tiền vàng gấm dốc và không có hậu môn, nên chúng có khả năng chiêu tài cầu lộc, giữ tiền của. Đối với những người tuổi Ất Sửu sinh 1985, Tỳ Hưu phong thủy có thể giúp họ tránh xa năng lượng tiêu cực và tạo điều kiện cho năng lượng tích cực. Các biểu tượng này thúc đẩy sự tự tin và tạo niềm tin vào khả năng của bản thân. Ngoài ra, Tỳ Hưu phong thủy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Ất Sửu sinh 1985 kiên trì, lòng kiên nhẫn và sự tập trung. Các biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và tìm kiếm cách thức để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tài chính. Trụ thạch anh. Trụ thạch anh được chế tác hoàn toàn từ đá thạch anh tự nhiên, nên có khả năng loại bỏ năng lượng tiêu cực và tạo ra môi trường yên tĩnh. Đối với những người tuổi Ất Sửu sinh 1985, trụ đá thạch anh có thể giúp họ loại bỏ căng thẳng và tạo điều kiện cho tâm hồn thư thái. Ngoài ra, trụ đá thạch anh còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Ất Sửu sinh 1985 duy trì lòng kiên nhẫn và sự hiểu biết về tinh thần, tâm hồn. Các biểu tượng này khuyến khích họ tìm kiếm sự tinh khiết và mang đến may mắn, bình an. Tượng thuyền buồm. Giới tính linh hoạt và khao khát phát triển, thuyền buồm phong thủy đóng vai trò như một biểu tượng hướng dẫn và khuyến khích họ tạo nên cuộc sống thịnh vượng. Thuyền buồm được xem là biểu tượng của công việc, điều hướng cuộc đời và khám phá cơ hội mới. Đối với những người tuổi Ất Sửu sinh 1985, thuyền buồm có thể giúp họ xây dựng chiến lược và kế hoạch để đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Biểu tượng này thể hiện sự mạnh mẽ và quyết tâm trong công việc, đối mặt với sóng gió của cuộc sống. Ngoài ra,
thuyền buồm phong thủy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp tuổi Ất Sửu sinh 1985 duy trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng tìm kiếm cơ hội và tận dụng những lợi thế sẵn có. Hồ lô. Hồ lô thường có hình dáng của trái lê, thể hiện sự hoàn mỹ và tinh thần phát triển. Đối với những người tuổi Ất Sửu sinh 1985, hồ lô là biểu tượng của việc đầu tư vào tri thức và phát triển tinh thần. Vật phẩm này giúp thu hút tài lộc, vận may và xua đuổi tà khí. Ngoài ra, hồ lô còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Ất Sửu sinh 1985 kiên trì, lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Vật phẩm này thúc đẩy họ không ngừng học hỏi, phấn đấu, phát triển cá nhân và tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong công việc, cuộc sống. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.